Chương trình này được bảo trợ bởi Loan Factory 714-444-9999, thắp bạn so sánh. Jin và Kim Thư Jewelry, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có in hình bản đồ Việt Nam, 714-985-9999 và 714-657-7866. EV Princess Cosmetics, sản phẩm làm đẹp làn da của phụ nữ trên toàn thế giới. 408-509-4480, 714-756-1070. Astiva bảo hiểm sức khỏe yêu đời, hãy ghi danh hôm nay để có 2.000 Mỹ Kim tiền cắm răng và dịch vụ đưa đón với tài xế người Việt. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục với phần thứ tư của chương trình Cà phê sáng của Little Sài Gòn TV. Ở phần thứ ba đó, Ngọc Lan đang nói về các nhà khảo cổ học ở Mỹ đang rất là cảm thấy rất là thích thú khi mà tìm được một cái bộ xương cổ mà đến 290 triệu năm. Bây giờ đang tìm hiểu xem nó thuộc cái loài nào để đưa vào, sau này đưa vào các cái viện bảo tàng, vân vân. Thì trong khi đó ở Việt Nam đó, trong thời gian qua người ta cũng cảm thấy rất là giật giới mà chuyên về sưu tầm đồ cổ. Người ta cũng rất là sửng sốt khi mà có nhiều những cái món hàng xuất xứ từ Việt Nam nhưng mà bây giờ nó lưu lạc ở khắp nơi mà nó được bán với cái giá kinh khủng. Như trong hình quý vị đang thấy đây á, là một cái mũ của quan triều Nguyễn. Một cái mũ của quan triều Nguyễn mà được bán đấu giá vừa qua vào cuối tháng 10 á, ở Tây Ban Nha. Đố anh Trường, cái giá của cái mũ này là bán đấu giá được bao nhiêu? 1 triệu đô. Đây là nó là quá đắt. Quá đắt. Nó là 600 euro, tức là khoảng 700.000 đô la. 700.000 đô la nha, cho cái mão này. Mà trong khi đó thì một ông mà chuyên gia về cổ vật ở Việt Nam đó, ông cảm thấy rất là bất ngờ với cái giá mà được bán đấu giá ở Tây Ban Nha như thế. Bởi vì ông nói nếu như cái món đồ mà tương tự như thế này, giống như là cùng năm, cùng cái niên kỷ rồi vân vân, mà bán ở Việt Nam thì tối đa chỉ được 10.000 đô la mà thôi. 10.000 đô la so với lại 700.000 đô la bán ở Tây Ban Nha trong cái phiên đấu giá đó. Rồi một ông mà nghệ nhân, ông gọi là Vũ Kim Lộc, một nghệ nhân chuyên về phục chế những cái đồ của triều Nguyễn á, bây giờ họ nói là trong nước á, ở Việt Nam hiện đang còn khoảng 5-7 cái mũ giống như vậy nè, giống như vậy nè, đó cái mũ của quan triều Nguyễn. Rồi quý vị nhìn thấy đây là một cái bộ mà gọi là lễ phục của triều Nguyễn. Cái giá mà đưa ra khởi điểm người ta kêu lên á, chỉ có 800 euro thôi. 800 euro nhưng mà khi mà bán thành giá rồi á, 35.000 euro. 35.000 tức là khoảng hơn 40.000 đô la đó cho cái bộ trang phục triều Nguyễn này. Tuy nhiên, nhìn lại những cái năm mà trước đó nữa đó, đây, cái này là anh Trường khoái. Vua Bảo Đại ha. Đồng hồ Rolex của Bảo Đại đúng không? Đúng rồi, anh Trường có biết. Gọi là cái đồng hồ này là thuộc về vua Bảo Đại, được bán vào năm 2017. Trong một cái phiên đấu giá cũng ở Thụy Sĩ đó, 5 triệu đô la. 5 triệu đô la cho chiếc đồng hồ này. Và nói đó là xác lập là đây là cái đồng hồ mà Rolex đắt nhất thế giới. Và nó từng có ở trong tay của ông vua Bảo Đại của mình. Bởi vì người ta nói đây là cái mặt đồng hồ màu đen với lại kim cương. Mà những cái viên kim cương này nó chỉ đính ở trên những cái giờ mà giờ chẵn thôi. Ví dụ như 12 giờ nè, 2 giờ, 4 giờ. Chỗ 6 giờ không thấy, rồi 8 giờ, 10 giờ thì đó là có những cái viên kim cương, rồi nó được, đây là cái mẫu duy nhất vào cái thời đó vân vân, nhưng mà được bán đấu giá với cái giá là 5 triệu đô la ở năm 2015. Rồi ở đây coi những cái này thú vị lắm, đâu ở đây chiếc xe này giống xe xích lô không? Đây, đây là chiếc xe kéo của Hoàng Thái Hậu Từ Minh, được bán đấu giá vào năm 2015 á. Cũng với cái giá là 45.000 euro, tức là hơn 50.000 đô la. Mà cái người mua đó là, đây người ta nói chiếc xe này là của vua Thành Thái. Vua Thành Thái mua tặng cho mẹ của mình, tức là Hoàng Thái Hậu Từ Minh, thì để đi dạo chơi. Nhưng mà khi mà vua Thành Thái bị truất ngôi đó, thì chiếc xe này được một cái ông đội trưởng của cái đội mà bảo vệ hoàng cung mà người Pháp, thì ông mới mang về Pháp.
ông lấy ông mang về Pháp. Sau 100 năm ông mang ra bán đấu giá với cái phi, với cái giá tiền như vậy, và cái người mua đó là một Việt kiều mà là cháu ngoại của vua Thành Thái mua cái chiếc xe này. Wow. Và với cái giá nó lên tới cái mức độ như thế để thấy rằng là cái cổ vật của Việt Nam nó rất là đắt giá, nhưng mà rất là lạ là nó đều không nằm tại Việt Nam. Này Long Sàng. À, đây còn đây là cái chiếc anh Trường nói đúng đó, Long Sàng của vua Thành Thái đấu giá với mức á là được mua với mức là 90.000 euro, tức là khoảng 100.000 đô la. Đó, cũng thuộc về một người cháu của vua Thành Thái luôn. Dễ sợ ha. À, ai bây giờ, còn cái này là cái gì? Đây là cái gì? Cái này là chắc là cái bìa cuốn tập hay cái gì á. Đây là một cái giống đúng là như vậy, một cái bìa sách mà mạ vàng của đời vua Thiệu Trị. Wow. Yeah. Được bán đấu giá 72.000 euro, tức là trên 85.000 đô la cho một cái bìa sách như thế này. Khi mà cái này nó được bán đó, thì một ông người Việt Nam, ông nhà sưu tầm cổ vật người Việt Nam là Cao Xuân Trường, ông ở Việt Nam nhưng ông có nhà ở nhiều nơi, và ông bán cái căn nhà ông ở Canada để ông đi mua cái này, với hy vọng rằng là ông sẽ đưa những cái cổ vật của Việt Nam trở lại Việt Nam. Người ta nói là chải máu đồ cổ đó quý vị, tức là rất là lạ quý vị đi có những cái gia đình ở đây, gia đình ngay tại Mỹ này, nhưng mà họ có những cái món đồ cổ Việt Nam, và mình rất là ngạc nhiên tại sao là đồ cổ từ Việt Nam thì nó gọi là chải máu, thay vì chải máu chất xám thì là chải máu đồ cổ, nó đi ra nước ngoài hết và được bán với những cái giá kinh khủng như thế đó. Cái đó là giá của đồ cổ, rồi cái xe vừa rồi là xe của vua ha, xe của, yeah, của vua hậu, vua mua cho đó. Mẹ của mình. Nhưng mà ngày hôm nay thì có một cái bản tin là không biết là những cái xe này sẽ được đấu giá như thế nào với 27 chiếc xe bị hư hại. Hư rồi. Thưa quý vị, 27 chiếc xe này tại sao bị hư là tại vì những người này đi tới Griffith Park, trong cái rạp hát nó có tên là Greek Theater, để coi một chương trình văn nghệ, âm nhạc, thưởng thức âm nhạc. Thì cái bãi đậu xe đó, ngay cái đó có một cái cây nó rất là lớn. Cái cây đó khoảng 40-50 feet. Thì nó đổ, tự nhiên nó đổ sập xuống vào 8 giờ tối ngày hôm qua. Tự nhiên đổ sập xuống và đè vô một đống cái xe như đây đây. Đó, nó làm cho là bao nhiêu chiếc xe này bị hư hại. Mà trong đó thì có một người chắc là chưa ra kịp khỏi xe đó, thì bị quẹt trúng vào trong cái chân, thì làm bà bị thương nhẹ thôi, nhưng mà cũng được đưa tới bệnh viện để kiểm tra sức khỏe và nói rằng là không có nguy hiểm gì đến tính mạng hết, chỉ có ở dưới cái chân của bà bị chày chuộng rồi đó. Thì cho tới bây giờ người ta cũng không biết là ngày hôm qua, tối hôm qua cũng không có gió lớn gì hết, thì bây giờ quy cái trách nhiệm này về ai? Chủ nhân của cái rạp hát này hay là đội cây xanh của thành phố, hay là của quận hạt? Cây này nó bắt đầu nó có từ đâu, ai trồng cái cây này đó? Bây giờ mình đang suy nghĩ coi là những ngày sắp đến thì mình sẽ nghe được tin nhiều về cái nguồn gốc từ cái cây này nè, để mà quy trách nhiệm coi là ai sẽ phải bỏ tiền ra để mà bồi thường cho 27 chiếc xe bị thiệt hại như vậy. Không biết trong này có nhiều xe mắc tiền không nữa chứ. Nhưng mà may là họ đậu xe đó rồi họ đi vô trong, họ coi một cái buổi hòa nhạc gì đó, cho nên nó không có thiệt hại nhiều, không có nguy hiểm đến người. Thưa quý vị, trong mấy ngày vừa qua mình nghe tin nhiều về chó, mèo, rồi những con chó cắn người bị chết. Nhưng mà hôm nay có một bản tin về một con chó rất là dễ thương, đó là nó đã tấn công một con sư tử núi để mà bảo vệ cho chủ nhân của nó. Và nó bị con sư tử núi đó cắn phải mai đến 30 mũi. Nói là cái người chủ của con chó này á, nói rằng là vào hôm thứ tư đó, thì khi mà cái cô chủ nhà cô ra, cô đứng trước cửa nhà, tự nhiên cô nhìn lên, trời ơi, một con sư tử núi nó đang đứng, nó nhìn chầm chầm vào cô. Thì lúc đó là cô rất là hoảng, chỉ mới có 8 giờ tối, cô rất hoảng quá. Thì bắt đầu cô la hét lên, giống như là quýnh quán lên rồi. Thì ngay lúc đó đó, nhiều người trong nhà cũng chạy ra, rồi đồng thời con chó này nó là một người ta nói nó là một cái giống chó pha trộn giữa cái con pitbull nữa. Con chó này nó tên là Rocky, nó nhào ra, thế là nó nhào lên, nó đuổi theo cái con sư tử núi này
nó đuổi theo, thì ở nhà mọi người rất là hoảng sợ, nhưng mà sau một hồi nữa không thấy con chó đâu hết, thế là đi tìm nó, đi tìm vòng vòng ở trên những cái xung quanh ở đó vân vân, thì mới thấy ra là nó đang nằm với cái vết thương rất là nặng, rồi phải mang nó đi, may là nó còn sống, mang nó đến bệnh viện thì người ta phải khâu, bác sĩ phải khâu cho nó đến 30 mũi. Nó nói là con chó này nó quá dễ thương, nó được 7 tuổi, nó đã cứu sống cả nhà này, người ta sợ hãi mà. Rồi bây giờ gia đình này đã lên làm một cái quỹ GoFundMe để kiếm tiền là làm phẫu thuật cho con chó. Đây là cái con chó mà đã cứu sống cái, người ta gọi là chủ nhân của nó nói là chó cứu mạng, đuổi cái con sư tử núi đi. Cái số tiền họ muốn quyên góp là 3.000, thì bây giờ trong mới vài ngày thì họ đã, người ta đã đóng góp vào đây được gần phân nửa rồi, tức là 1.300 mấy chục đô la rồi. Và người ta cũng nói là những cái nơi mà quý vị sống ở gần những cái vùng mà núi, rồi những cái nơi mà có chó, những cái con chó sói cũng như là sư tử núi đó, thì nhớ buổi tối đừng có đi ra ngoài một mình, rồi cũng như đừng có để những cái con thú cưng của mình ở ngoài, có thể là, hay là thức ăn có thể là trở thành cái nơi tấn công của những cái con sư tử núi. Muốn gì thì muốn, nó cũng là động vật hoang dã cho nên nó rất là ghê gớm, không biết nó cắn lúc nào không hả hay. Thật là nhanh cập nhật tình hình COVID ở Việt Nam, thì ngày hôm nay ông Phạm Đức Hải là phó ban chỉ đạo phòng chống COVID ở thành phố Sài Gòn cho biết là xu hướng đang có chiều hướng đi tăng lên trên dưới 1.000 ca mỗi ngày. Trong những ngày vừa qua đó thì 989 ca nhập viện, rồi sau đó lên 1.025 ca, rồi xuống lại 944 ca. Số tử vong ở thành phố Sài Gòn đó thì ngày 30 tháng 10 là 21 ca, qua tới ngày 31 ngày hôm sau lên tăng lên thêm 25 ca, rồi tới ngày 1 tháng 11 tăng lên tới 31 ca. Cho nên ông nói rằng là vẫn còn diễn biến rất là phức tạp ở ngay tại Sài Gòn. Cảm ơn Nguyễn Trường đã đến với chương trình Cà phê sáng ngày hôm nay. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình sáng ngày mai. Cảm ơn sự đồng hành của quý vị trong suốt một tiếng đồng hồ vừa qua, và sau Cà phê sáng sẽ là trực tiếp Thời sự Thế giới cùng với Hoàng Trọng Thụy và Thảo Yên. Xin kính chào quý vị.